Đỉnh Thất Lân Vườn Cầu là sản phẩm của đồ đồng thủ công mỹ nghệ, có nhiều tên gọi: đỉnh cầu, đỉnh bóng Thất Lân, đỉnh cầu Thất Lân, đỉnh quả cầu, đỉnh đồng Thất Lân Vườn Cầu, đỉnh Thất Lân Vườn Cầu. Người ta gọi là Thất Lân bởi cấu tạo của sản phẩm gồm 7 con lân trên đỉnh hình cầu, trong đó 3 con vờn nơi thành đỉnh và 1 con phía trên nắp đỉnh, 3 con đỡ dưới chân đỉnh. Nghê là loài vật linh thiêng, thường xuất hiện trong các đồ thờ cúng, đồ mỹ nghệ. Nghê mang ý nghĩa biểu tượng tâm linh rất lớn. Nghê có sức mạnh khiến ma quỷ tà khí phải khiếp sợ, nên trước cổng đình chùa thường có 2 bức tượng con nghê oai phong đứng canh cổng. Nghê là con vật thích những nơi tĩnh lặng và thích mùi hương thơm, nên hình tượng nghê được đưa lên vị trí nắp đỉnh và mang tính hình tượng đang nhả khói hương trầm. Đỉnh Thất Lân Vườn Cầu được biết đến như một trong những vật phẩm vừa dùng để làm đồ thờ cúng, vừa có vai trò trấn an, cân bằng phong thủy cực tốt với hình ảnh 7 con nghê đang trong tư thế vờn ôm lấy quả cầu tròn. Vật phẩm không chỉ tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian mà còn tạo thêm vẻ quyền thế, sang trọng, gia tăng vượng khí cho gia chủ. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.